Hello everyone, welcome back to my channel. Cái clip này thì mình sẽ chơi thử loại 12 game. Các bạn cùng nhìn khám phá cái đầu tiên nha. Scary Teacher 3D, let's go. Ok, chapter 4. Let's go. Finally here! Oh, I can't wait to start controlling those brats! Wait a minute. What are these for? Nothing, dear. Come here. Now, you don't remember a thing. Now the real fun begins. Oh, Francis! A dear and fetch me a drink. Wow. That's like, oh. I'm really beautiful. Oh my gosh. That's something, yeah. Phim của ta. Okay, let's go. Mình sẽ đợi bà tao tắm. Ok. What on earth? Row, this row. Woman is crazy. Now. Ok, và mình sẽ sang tiếng Anh thứ hai. Video on. Let's go. Let's go.
Ok, và mình sẽ sang từ cái thứ 3. Ice cream 2, let's go. Hi, Jay! Are you coming to play? The boys are in the secret lair. My brother has told me he has something to tell me. Well, it sure is silly. Well, you know what? Ah! Wow, ông ta đã bắt cóc cô gái này. Và cô ta chính là bạn của mình. Bây giờ mình sẽ phải xuống dưới nhé. Trèo từ tầng 2 xuống dưới. Sau đó thì sẽ phải giải cứu cô ta thoát khỏi ông ta. Ở đây thì ông ta còn đánh rơi một cái map bản đồ. Let's go. Stop. Ông ta là ở đây. Sao ông ta leo mình kia? Oh my god. Ok, không sao. I'm going to camp for kids today. I'm looking for the chump puppy ones. I'm going to find me some chairs. Rồi, chạy thôi. Rồi, mình sẽ lên xe luôn. Jay, help me out of here, please. Rồi, sau đó thì mình sẽ lừa ông ta ra đường này. Đó thì mình sẽ mở cánh cửa ra. Được rồi, chúng ta đi rồi. Let's go. Cinema. Let's go. Ở xe màu vàng này thì có một cái hộp. Và mình nghĩ ở trong này có một món đồ. Đây rồi. Các bạn có thể cầm món đồ nào đó xong ném vào người ông ta. Ok, let's go. Rồi, chiếc xe màu đen này. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ tìm hai cái thùng rác này nữa. Xem có một cái tấm vé nào không. Một tấm vé nó vào ngôi nhà Dung Leon. Ok, let's go. Rồi, chắc chắn là thùng rác này rồi.
Let's go. Rồi, mình sẽ lên đây tìm một hộp thức ăn dành cho mèo. Cat food. Let's go. What will the ice cream maker want from me? Vào đây trao đổi thôi. What's up, Jay? I have a rare piece that I found out there. Surely you know what to do with it. If you bring me something pretty, I'll give it to you. Super cool. Super cool. Sure. I could do something with this. Ok, ở đây có một đường cống, mình sẽ chui vào trong đường này. Và khi chui vào trong đường này thì sẽ vào một căn nhà bị khóa kín từ bên trong. Ok, let's go. Không biết ông ta có ra đây không? Mình vứt món đồ ở chỗ nào đây? Đây rồi. Let's go. Ok, chạy thẳng vào xe thôi. Sau đó thì mình sẽ sang một một nơi, đó chính là Century. What will the ice cream maker? Let's go. Đây là một cái nghĩa trang mà ông ta đã chôn bố ông ta trong này. Ok, let's go. Cho ông ta leo mình đi. Ok, ok, ok. Thank you.
Ok, mình sẽ đợi ông ta xem ông ta có châm lửa đốt cái nến cho bố ông ta không. Không, ông ta không. Ok, vậy thì mình sẽ sang cinema. Không biết ông ta đâu rồi. Ông ta khá ở trong này. Ok, biết ngay mà. Let's go. Rồi, mình sẽ đợi ông ta. Wow. Ok, vào đây là chiếc chìa khóa để cứu cô bé thoát ra khỏi ông ta. Mình sẽ đi luôn rồi này. Ok, let's go. Rồi, và mình sẽ sang tới game thứ tư, Ice Cream Bar. Let's go. Ok, tựa game này thì các bạn phải đi xuống thôi nha, chứ không phải treo từ cửa sổ tầng 2 xuống tầng 1 nữa. Let's go. Ở đây thì các bạn phải đi tìm một chiếc chìa khóa mở cửa chính này ra. Mình sẽ thua cái này. Ở đây thì có một khẩu súng. Khẩu súng mà cậu bé vừa nãy bắn ông ta. Rồi cuối cùng thì ông ta bắn mất. Ok, ông này chạy rất là nhanh luôn. Shopping Center. Ông ta đang ở đâu mà ông ta lại hát đây? Ông ta đang bên kia. Không sao, mình sẽ mở cánh cửa này ra. Ok, let's go. Copy. Ok.
chắc ở chỗ cô bé này rồi. Đây rồi. Đây là 3.8. 7.5. Đây rồi, ok. Wow, bài thật. Rồi, các bạn không sợ khi các bạn có một món đồ trên tay, các bạn có ném vào người ta thôi, là ông ta sợ đơn ngay. Rồi sau đó thì mình sẽ trèo lên cái trên đây, trên một cái chòi trên cây. Let's go. Sau đó thì mình sẽ đi gọi cô bé này về. What's up, Jay? Hey, it's you? What happened the other day? How do you think of jumping with a van running? How? So that was what Charlie wanted to tell me? Where is he? I mean, is he okay? Yes. In the end, I managed to jump at one of the stops. Are the others okay? Oh! It is so nice! We have to do something. Okay, I'll follow you. Okay, let's go. Sau đó thì các bạn cho cô bé này vào trong, rồi lại chuyển đến một nơi khác. Rất đơn giản thôi, khi ông ta le các bạn thì các bạn sẽ ném một vật gì đó vào người ông ta, thì ông ta sẽ không làm gì được các bạn. Ok, và mình sẽ chuyển tiếp sang cái tiếp theo. Dark IC Cream. Let's go. Một lần. Lên vào bài. Ok, ok. Rồi đi đâu đây? Ra một điểm kia. Closer, fly me. Cái này theo mình nghĩ là nó không có đường quay. Còn ngược lại. Đây không phải là ngược lại. Xem nào. Hỏi. Đi rất chậm luôn. Chắc là sắp tới rồi. Vào trong đây sao? Ok. Đó. Chỉ cần quá đi một tí là không được. Ok.
hôm qua nhỉ các bạn. Wow. Okay, let's go. Lead off. Đọc có 3 chỗ rồi. Ok, let's go. Tiếp một chỗ nữa. Ở đây là có rất nhiều người giống nhau. Rồi, và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Ice cream mode. Let's go. Hard disk. Ok. Ice cream mode này thì các bạn phải đi tìm một đoạn dây. Ở đây không có gì. Chắc ở bên này rồi. Ok. Ropes. Ông ta bắt cậu bé. Ok. Một cái map bắt đầu lên. Stop. Let's go. Mình nắm kịp, không là quả đấy bị ông ta bắt mất. Mà ông ta chạy rất là nhanh luôn. Rồi ok, mình sẽ sang quán cà phê. Ông ta đang trong này. Mình sẽ lục lọi thùng rác xem có cái gì ở bên trong không. Để ông ta tức cái gì. Wow. Ông ta đã phát hiện ra mình. Trốn luôn. Oh my god, vẫn chưa có gì. Ok, còn một cái thùng rác ở trong này. Xem có gì bên trong này không.
到，很大你的魅力，哇哇哇！OK， 十个美吧。Oh my gosh! Wow! Oh my gosh! OK， 我们接下来的歌曲。Hello, Isaiah Green. Hello. OK, let's go. Ở đây thì ông ta đang coi trong một căn nhà. Và trong căn nhà của ông ta thì có một món đồ. Món đồ này thì mình thử vào đột nhập, sau đó thì sẽ lấy đi. OK, let's go. Rồi, và mình sẽ chờ ông ta đi đường kia. Sau đó thì mình sẽ vào đặt vào đây. Đây là cái chỗ để mình đặt vào. Tiếp tục. OK. Hình như ta phát hiện ra mình rồi. Chạy thật nhanh. Ngay mà mình không xa. OK, và mình sẽ sang game tiếp theo. Dark EC Cream, let's go. Bật lên. Level 12. OK, ở đây thì các bạn phải đi tiêu diệt những mình sẽ cầm khoảng 44 đây. Rồi, bắn thôi. Tiếp tục tiến lại gần. Nhưng mình đang bị ở phía sau. Sẽ chạy về chỗ cái điểm xanh đây. Chạy vào trong tòa nhà này à? Không phải. Một chiếc tòa nhà màu đỏ. OK, let's go. Trong này không biết có gì không. Một thanh kiếm samurai. Let's go. Rồi, và mình sẽ sang game tiếp theo. Granny EC Cream. Let's go. Wow, wow, wow. Low smoking. Đây là toàn chỗ máu me thôi. Cái này theo mình nghĩ là đang ở trong một bệnh viện. Đúng nhờ. Đúng rồi. Mà cái điều khiển của cái này nó hơi khó một chút này. Không sao. Mình sẽ cố gắng. Có một bà đi xung quanh đây không biết làm gì. Mở đây ra xem có gì không. Có gì đây không? Không có gì. Đợi bà ta đi lên đường trên. Mình sẽ đi vào trong đây. Thế
Không có gì đây. Cánh cửa này không biết có mở ra không. Không mở được. Rồi, mình sẽ lên trên đây xem thế nào. Wow, ở đây điều khiển hơi khó một chút. Wow. Một căn nhà rất là rộng. Đây là khu vệ sinh rồi. Oh my gosh. Bị bà ta đi ngay phía sau, bà ta giết chết. Wow 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 wow. Ok, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Cloud is a cream. Let's go. Never high. Dậy rồi. Bây giờ là chạy xung quanh này. Đấy, người ta làm đây. Bước ở đây có cái gì của ông ta không? Oh my gosh. Thế là đầu tiên mình phải chạy đó. Đi đâu đây? Run to the bathroom. Ok, rồi và mình sẽ sang tới cái tiếp theo. Trường quét horror ha. Let's go. Ok, let's go. Wow, biến thành người rồi rồi. Ở bên tay trái nhá, sẽ xuất hiện một con ma.
Đây là mời anh sang mang tao ra. Cho anh ta ăn cá luôn. Let's go. Còn di chuyển rất chậm cái xe thôi. Let's go baby, let's go. Rồi, và mình sẽ sang tới game tiếp theo. Rari Brani, let's go. Ok. Yeah. Wow, vẫn chưa đánh được anh ta xuống dưới này. Wow, phát nữa nào. Yeah, oh my god, wow. Anh chàng này rất là to luôn. Mình phải đánh từ từ. Thôi, đi rồi, mình ta đánh một phát đi luôn. Không sao, mình sẽ chờ thu lại. Một anh chàng. Cho anh ta đi luôn. Các bạn phải tránh cái đường xoay của họ. Nếu mà không tránh được thì các bạn sẽ chết ngay. Đó, bị đường xoay của anh chàng đằng sau. Anh ta làm phát chết luôn. Ok, let's go. Mình sẽ tránh đường xoay. Rồi. Wow, đấm sải rồi. Ok. Cú đấm hơi yếu. Nhưng thôi, mình sẽ đấm dần dần. Wow. Cho anh này đi luôn này. Oh my gosh. Yo. Wow, xịt chết. Bây giờ mình sẽ đi luôn đằng sau. Một phát. Let's go. Rồi, mình sẽ đi luôn lại. Ok, cho anh chàng này chơi trước này. Rồi, sau đó mình sẽ xử lý anh chàng này. Ok. Rồi, và mình xin phép dừng clip ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong clip tiếp theo.